nhiều anh em cứ hỏi tiếp là bao nhiêu ohm, trở kháng bao nhiêu, có ảnh hưởng đến loa, ảnh hưởng đến âm đi không, ảnh hưởng đẩy không. Thì mình xin thưa anh em rằng cái này là có đủ các mẫu này, từ 500, 600, 1 triệu rưỡi, 1 triệu có đủ. Đấy, loa tép này nó không ảnh hưởng gì đến loa, không ảnh hưởng đến âm ly cả. Đấy, loa bát nào cũng được, đôi 1,5 triệu đây cũng có thể đánh cho âm ly 2 sò, đẩy 40 sò cũng được. Đôi 500 kia cũng có thể đánh cho âm ly 2 sò hoặc đẩy 40 sò được tất. Đấy, loa tép nó không phụ thuộc vào cỡ bát nào cả, to nhỏ đều được. Đấy, cỡ công suất nào cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, vì cái tép này nó là loa tép rời. Đấy, nó không khác gì tép theo loa cả, chẳng qua nó không để trong loa thì nó để ở ngoài, nên chúng ta có thể chơi vài đôi cũng được, chả sao cả. Thế tại sao nó không ảnh hưởng gì đến âm ly, tại sao nó không ảnh hưởng gì đến cung đẩy, tại sao nó không ảnh hưởng gì đến loa. Đấy, nhiều anh em cứ quan tâm một cách thành thừa. Em anh em mình sẽ thực hành luôn này. Đây là cái đồng hồ đo ôm đấy nhá. Khi chúng ta đừng quan tâm ôm, quan tâm trở kháng đối với những cái loa mà đã qua tụ như thế này. Đây là những con tụ. Đây, đây, tụ vàng, tụ quạt này, tụ mica nó như đây, điều lần này là con tụ mica. Đấy, màu vàng, màu đỏ nó như nhau, tụ quạt nó đều như nhau. Đây là tụ xoay chiều. Đấy nhá. Đây, mình sẽ đo ôm này. Khi mà chúng ta đo trực tiếp đây thì nó 8 ôm đúng không? Đấy, 8 ôm này, anh em nhìn nhá. Để mình cho anh em, để anh em nhìn kim nhá. Đây là từ đây là 0 này, khi nó lên đến đây này, số 10 đây này thì nó là 8 nhỉ. Đây. Là 8 nhá, đấy, là 8 ôm đúng không? Đấy, nhưng mà khi chúng ta đo đây mình đây. Đây anh em nhá, đây. Là đo này. Này là nó là 8 ôm đúng không? Nhưng khi chúng ta qua tụ thì nó không có dấu hiệu ôm yếc ở đây nữa. Đấy. Đấy nha, đây. Đây là 8 đúng không? Đấy, khi mà qua tụ thì nó không dấu hiệu gì ôm yếc ở đây à? Đồng hồ nó không nhúc nhích tí nào. Đấy. Đây. Không có dấu hiệu ôm yếc gì ở đây cả. Vì vậy, chúng ta đừng quan tâm ôm đối với những cái loa đã qua tụ. Đấy. Qua tụ quạt cũng thế. Đấy, nhưng mà khi đây mình sẽ đo vào đây này, 8 ôm này. Đây là không có dấu hiệu nhúc nhích, kim không nhúc nhích tí nào. Đấy. Trong khi đó chúng ta lắp âm ly vào nó vẫn chạy. Đây. Đấy, chúng ta lắp vào nó vẫn chạy. Nhưng mà nó không có dấu hiệu ôm yếc ở đây. Đấy nhá. Đấy, đây. Hoặc có 4 ôm hoặc là 8 ôm cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, dù cái loa này 4 ôm hoặc là 2 ôm cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, vì vậy chúng ta đừng quan tâm ôm đối với những cái loa đã qua tụ như thế này. Đấy, công suất của tép thì nó phụ thuộc vào tần số và cường độ dòng điện qua con tụ này. Đấy, chứ không phải là ôm yếc như anh em thường nghĩ đâu. Ôm chỉ áp dụng cái loa bát thôi. Đấy, ảnh hưởng trở kháng thì loa bát mới ảnh hưởng thôi. Đấy, chứ còn cái loa tép nó với loa chung là nó không ảnh hưởng. Đấy, nhưng cái loa mà đã qua tụ thì chúng ta đừng quan tâm. Đấy, cái chúng ta cần quan tâm ở đây đó là tần số của con tụ này. Đấy, và cường độ dòng điện của con tụ này. Đấy, đây, chứ không phải là ôm nhá. Đây, đây. 8 ôm này. Qua đây này. Đấy, đây. Gần như là chúng ta chưa can thiệp vào cái vấn đề ôm. Đây. Đồng hồ nó không nhúc nhích tí nào. Đây. Nhá. Đây. Trong khi đó lắp âm ly vào vẫn chạy. Đấy, vì vậy chúng ta đừng quan tâm ôm đối với những cái loa đã qua tụ. Đấy, vì dòng điện một chiều thì nó không qua được con tụ này đâu. Và chỉ có dòng điện xoay chiều mới qua được tụ này thôi. Đấy nhá, nên chúng ta đừng quan tâm ôm đối với loa tép. Đấy nhá. Nhớ một điều như vậy. Vì vậy chúng ta có thể câu vài đôi cũng chả sao cả. Đấy, công suất của tép nó phụ thuộc vào cường độ dòng điện và tần số qua con tụ này. Mà để có tần số hay không là chúng ta phải phụ thuộc vào vang. Đấy, âm ly. Đấy, ở đây nó có cái nút chỉnh tần số đây. Đây, chỉnh các giải của nó đây. Giải bát, giải chung, giải tép đây. Đấy, ở vang cũng vậy. Khi mà chúng ta chập chờn giải này chẳng hạn, hoặc là mất hẳn giải này chẳng hạn, thì sẽ không có tần số cho tụ hoạt động. Vì vậy tép nó kêu bấy tí, kêu tí ti, hoặc là mất hẳn giải tép.
khi mà mất hẳn giải tép thì tép nó sẽ không ra. Đấy, có một cơ số anh em là tép kêu bé tí kêu tí ti. Tép kêu bé tí kêu tí ti là do không có tần số cho con tụ này hoạt động. Đấy, nó thiếu từ vang, thiếu từ những âm ly, những âm ly giải hẹp chẳng hạn, hoặc là chiết áp hỏng chẳng hạn, hoặc vang ly chẳng hạn, thì nó sẽ có tần số rất là thấp, nên là cái tụ này nó hoạt động nạp xả với tần số cực thấp. Vì vậy là tép nó sẽ kêu bé tí kêu tí ti ngay lập tức. Đấy nha. Đây. Mình sẽ thử lại nha. Đây, ở đây nó vẫn chạy này. Trong khi đó chúng ta đo đồng hồ, không có dấu hiệu ôm yếc ở đây đúng không? Đấy nha. Đừng quan tâm ôm rồi như cái loa đã qua tụ. Đấy, công suất của tép nó phụ thuộc vào vang có giải tần hay không, âm ly có giải tần hay không. Đấy, thì con tụ này này mới hoạt động. Đấy, thì nó mới có dòng điện cấp cho côn loa thì nó mới kêu được. Chứ còn tép kêu bé, đây nó cũng là cái nguyên nhân tại sao tép kêu bé tí kêu tí ti ở một cơ số bộ dàn. Đấy nha, vì tép này nó không có tần, vì cái con tụ này nó không có tần số nạp xả thì làm sao mà tép nó kêu được. Đấy, khi mà không có tần số thì nó mất từ đâu? Nó mất từ mạch cân chỉnh, từ vang. Ở đẩy thì nó nằm ở vang. Ở âm ly thì nó các nút chỉnh kia, ở bên vang nó cũng có các nút chỉnh, chỉnh bằng tay đấy. Đấy anh em nhá. Hôm nay mình làm video thế thôi, đừng quan tâm ôm đối với những cái loa như này. Hôm nay mình sẽ thực hành cho anh em xem luôn này. Đấy, nó là vậy. Đây này, 8 ôm. Đấy, khi qua tụ thì nó không có dấu hiệu ôm yếc gì đây cả. Đấy, nó không liên quan, không liên quan gì đến ôm nữa. Đấy, đồng hồ nó không nhúc nhích tí nào, không liên quan gì đến ôm nữa. Đấy, vì vậy chúng ta câu 5-7 đôi cũng chả sao cả. Công suất của tép nó phụ thuộc vào vang. Đấy, nó phụ thuộc vào vang. Đấy, khi mà vang thiếu giải tần thì chỉ không có tần số cho tụ này. Đấy, thiếu giải tần thì không có tần số cho một